Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức để mà chia cái màn hình máy tính của các bạn thành nhiều phần khác nhau để các bạn có thể dễ dàng thao tác và làm việc trên cái nhiều công việc cùng một lúc trên cái màn hình. Như các bạn thấy ở đây thì mình đang chia ra làm 4 phần. Thì các bạn có thể chia làm 2 hoặc chia làm 4 tùy các bạn nhé. Thì để cái ưu việt của việc mà chia màn hình như này này thì sẽ giúp cho các bạn thao tác được nhiều cái công việc cùng một lúc trên màn hình này. Ví dụ ở đây các bạn có thể là vừa soạn thảo văn bản này, vừa duyệt web này, đấy, vừa mở các cái file thư mục ở trong máy tính của bạn này. Và ở đây mình cũng có một cái file file soạn thảo văn bản nữa. Thì các bạn có thể cùng một lúc các bạn có thể làm được nhiều việc. Thì để làm như này như nào ấy thì các bạn sẽ dùng cái tổ hợp phím là cửa sổ kết hợp với dấu cách và phím mũi tên. Thì phím mũi tên lên xuống trái phải các bạn nhé. Thì đây để mình sẽ thao tác cho các bạn xem. Đây nhá, mình sẽ cho hết xuống này. Đây, đầu tiên là mình có một cái trình duyệt web như này. Mình muốn cho nó về một bên góc bên tay mình. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn trước là chia hai màn hình trước đã nhé. Thì đầu tiên để chia hai màn hình thì các bạn giữ tổ hợp phím cửa sổ này, phím dấu cách này và nhấn mũi tên bên phải. Đó. Thì cái trình duyệt này đã sang mé bên tay phải rồi. Tiếp theo bạn muốn cho một trình soạn thảo văn bản của bạn cho sang bên trái thì các bạn lại tiếp tục giữ tổ hợp phím cửa sổ dấu cách và phím mũi tên bên trái. Rồi, như vậy là các bạn đang có hai màn hình đang hoạt động song song cùng lúc nhé. Đấy, thì các bạn có thể là thao tác như này. Đấy, làm hai cái cùng một lúc như này. Ok. Bây giờ tiếp theo nha, các bạn muốn chia thành 4 màn hình thì các bạn kích vào cái trình duyệt web này nhé. Các bạn giữ phím cửa sổ, phím dấu cách và mũi tên lên. Đấy, nó đã thu về cái phần trên này rồi. Tiếp theo thì sang cái file soạn thảo văn bản này, các bạn lại thu lên như này. Rồi, tiếp theo nha, các bạn có một cái file Word như này. Các bạn lại giữ phím tổ hợp thu về một bên, ấn xuống. Rồi. Và tiếp theo là cái file thư mục, các bạn ấn sang, thu xuống. Rồi. Như vậy là các bạn đã có thể thao tác được 4 cái công việc cùng một lúc chia theo cái tỷ lệ màn hình là 22 hoặc 111 hoặc là 22. Tức là hai bên hoặc là mỗi bên hai phần. Đó. Thì như này sẽ các bạn sẽ làm việc nó sẽ dễ hơn và hiệu quả cao hơn. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cái cách chia cái màn hình máy tính của bạn thành hai phần hoặc 4 phần khác nhau để các bạn có thể tiện cho công việc của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.